Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày 23 tháng Chạp, là ngày Tết ông Công, ông Táo. Theo quan niệm dân gian, vào ngày này các gia đình đều chuẩn bị lễ, mâm cúng tươm tất và phóng sinh cá chép để tiễn ông Công, ông Táo về trời, với mong muốn năm mới nhiều điều bình an và may mắn. Qua nhiều thế hệ, nét đẹp của ngày Tết ông Công, ông Táo vẫn luôn được mọi người trân trọng và giữ gìn. Cũng như mọi năm, vào mỗi dịp 23 tháng Chạp, chị Hà ở xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên sẽ đi chợ từ sớm để chuẩn bị thực phẩm hoa quả và cá chép để làm mâm cỗ cúng sao cho thật đầy đủ, tươm tất. Với gia đình chị, mâm cúng ngày Tết ông Công ông Táo không cần quá cầu kỳ nhưng cũng phải chuẩn bị cẩn thận để thể hiện sự thành tâm của gia đình. Thì gia đình tôi có sắm sửa mâm lễ để tiền vàng để chuẩn bị ba xin các cụ bao trái bàn thờ để dâng lên tổ tiên. Thông qua những ngày như thế này thì tôi cũng đã dặn dò các cháu để cho các cháu hiểu và biết thêm về những nét truyền thống của dân tộc mình, có ý thức gìn giữ những cái bản sắc của dân tộc mình ạ. Theo quan niệm dân gian của người Việt, ông Công là vị thần cai quản đất đai trong nhà, ông Táo là ba vị đầu rau trông coi việc bếp núc. Cứ đến ngày 23 tháng Chạp hàng năm, các vị thần này sẽ cưỡi cá chép lên thiên đình, báo cáo việc làm tốt và chưa tốt của con người trong suốt một năm qua. Vì thế, cứ vào dịp này, nhà nhà lại chuẩn bị mâm cỗ cúng để tiễn các vị thần về trời. Nhịp sống hiện đại khiến cho những nghi thức cúng ông Công ông Táo có nhiều thay đổi như hạn chế vàng mã, lễ vật và tùy theo mỗi gia đình có thể chuẩn bị cỗ chay, cỗ mặn và lễ vật khác nhau, song đều thể hiện tấm lòng thành kính của gia chủ đối với vị thần cai quản việc phúc đức trong nhà, sự hướng thiện và hướng tới những giá trị cao đẹp. 23 tháng Chạp này thì ví dụ nhà có cơm canh hoa quả để làm thành để thắp hương các cụ. Gia đình nhà tôi thì tôi quan niệm là chủ yếu mình sống thiện, làm thiện, chứ còn cái việc đốt vàng mã thì không nên đốt. Sau khi làm lễ, cá chép được gia chủ thả ra sông hoặc ao hồ, vùng nước rộng để phóng sinh. Bên cạnh ý nghĩa là phương tiện đưa ông Công ông Táo về trời, nghi thức phóng sinh cá chép cũng là hành động gìn giữ và nuôi dưỡng môi trường sống hiện nay. Theo quan niệm dân gian, ngày 23 tháng Chạp là ngày mà mỗi gia đình báo cáo những việc đã làm được, chưa làm được của năm cũ và gửi gắm ước nguyện, hy vọng, may mắn vào năm mới. Sự háo hức của con trẻ khi cùng người lớn đi thả cá hay sự khéo léo cẩn thận khi phóng sinh cá chép khiến cho mỗi chúng ta lắng đọng, chậm lại để nghĩ về những nét văn hóa truyền thống đã in sâu vào ký ức của bao thế hệ người Việt Nam. Và cho đến nay, những nét đẹp văn hóa này vẫn còn vẹn nguyên giá trị